Sử dụng gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm Đạt Ma Múa Võ, chất liệu gỗ hương ta. Tác phẩm có mã là TDM032, có kích thước cao 87, ngang 89 và sâu 46. Một tác phẩm liền khối và đặc gỗ, đục xà tác phẩm rồi, nặng 43 kg các bác nhé. Em sẽ quay cận cảnh tác phẩm này để cho các bác cùng chiêm ngưỡng diện mặt của cụ Đạt Ma, được đục rất đẹp và sắc nét từng chi tiết một. Và đặc biệt là phôi gỗ già đành rồi, siêu vân các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy từng đường nét chạm khắc của cụ Đạt Ma này. Và theo phong thủy thì tượng Đạt Ma Sư Tổ có khả năng trấn trạch vô cùng tốt, và chắc hẳn thì cái tên Bồ Đề Đạt Ma này đã trở nên quá là quen thuộc với mọi người hiện nay. Theo truyền thuyết thì Bồ Đề Đạt Ma nguyên quán tại Nam Thiên Trúc, Ấn Độ, và ông đã là người khai sáng ra môn võ Thiếu Lâm Tự. Và ở tác phẩm Đạt Ma này thì có rất là nhiều các cái thế để có những cái ý nghĩa phong thủy riêng biệt. Và một trong những cái tác phẩm mà được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng đó chính là Đạt Ma Múa Võ. Hình ảnh vị Đạt Ma Sư Tổ được khắc họa với bộ râu dài xồm xoàm, khoác áo choàng, chân đi chân trần, tay cầm thiền trượng. Và tác phẩm Đạt Ma Múa Võ rất là đẹp và ý nghĩa phong thủy thì rất là tốt. Và ở hình ảnh Đạt Ma Thế Võ, vị sư tổ thứ 28 của nhà Phật này, thì người ta lại thấy đâu đó có một nét oai hùng cùng tinh thần chiến đấu lẫm liệt. Và tương truyền rằng, trong thời gian tu ở chùa Thiếu Lâm Tự trên núi Tung Sơn, ngài đã sáng lập ra Thế Võ độc đáo để bảo vệ sức khỏe cũng như là chống lại sự tấn công của thú dữ trong rừng. Chính vì vậy mà tượng gỗ Đạt Ma, Hàn Long hay là Đạt Ma Múa Võ đều mang một ý nghĩa trấn trạch rất là mạnh. Hình ảnh này thì thể hiện sức mạnh, ý chí sẵn sàng chiến đấu bất kể tình huống nào xảy ra. Và ý nghĩa tiềm ẩn bên trong tác phẩm này sẽ giúp cho những gia chủ làm về kinh doanh có thể bảo vệ được những kẻ xấu xâm hại. Ngoài ra thì có thể trấn trạch và đem lại may mắn vào cho gia chủ. Một tác phẩm rất đẹp mà các bác không thể bỏ lỡ, như các bác có thể nhìn thấy ở tác phẩm này, cụ Đạt Ma được đục rất là phiêu, bay trong gió các bác nhé, đứng trên một đỉnh hồ lô siêu vân, và ở dưới có một ngọn sóng to và có bám đu ở quanh ngọn sóng này các bác nha. Nếu như các bác quan tâm đến tượng Đạt Ma Múa Võ chất liệu gỗ hương có mã là DM032, cao 87, ngang là 79 và sâu 46, nặng 43 kg, và có giá là 9.500.000 các bác nhé. Các bác có thể liên hệ qua số Zalo hoặc số hotline của cửa hàng 035 5678 885 hoặc số 0868 688 137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký và nút chuông bên cạnh để có thể theo dõi lịch livestream đấu giá và các sản phẩm mỹ nghệ các bác nhé. Và các bác có thể truy cập website sửngtogo.com để theo dõi các tác phẩm mỹ nghệ bên em và đặt hàng. Cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.